Xin chào các em, ngày hôm nay tiếp tục tôi sẽ rèn kỹ năng ôn thi xin giỏi toán bằng máy tính cho em nha. Đề này là đề thi của mấy anh chị lớp 12, nhưng mà mấy anh các em lớp 9 vẫn có khả năng làm được nghe. Vậy thì ngày hôm nay tôi luyện cho các em một số bài này của trong đề thi của lớp 2 của tỉnh Kiên Giang, nhưng mà có khả năng các em chương trình cấp 2 lớp 9 các em vẫn có khả năng làm được nha. Vậy thì em quan sát và đề tôi sẽ hướng dẫn các em. Đề này cho tam giác ABC vuông cân nha. Có AB AC bằng căn 3, gọi D là trung điểm của BC. AF lần lượt là các điểm thuộc cạnh AB và AC, sao cho AF lớn hơn AE, đồng thời tứ giác AEFD nội tiếp, đúng không? Biết rằng diện tích của tam giác DF bằng căn 5 trên 4, tính độ dài đoạn thẳng AF nha các em nha. Vậy trước tiên thầy sẽ vẽ hình trước cho mấy đứa nha. Lúc này tôi sẽ vẽ răng nè. Tôi trình bày như vậy ha. Đầu tiên giải trước nè. Em vẽ tam giác vuông cân ở trước đi. ABC là tam giác vuông cân đúng không? Rồi ok, vẽ tam giác vuông cân là nè. Rồi, ok. Rồi. Vuông cân nha. Rồi mình nối nhau. ABC, chắc anh là vuông cân ở A rồi đúng không? A, AB bằng AC mà. Rồi, ok. Rồi, bằng căn 3 nha các em. Căn 3. Nhớ là vuông cân thì nhớ khai thác đây là 45 độ nha. Vuông cân hai góc chọn là 45 độ, phải khai thác ý này để tí mình làm bài đó ha. Gọi đây là trung điểm của BC. D là trung điểm của BC ha. D là trung điểm của BC. Rồi, trung điểm chia đôi ra. Trung điểm ở đây. Và nhớ khi làm bài thì nhớ là trong 50 cân đường thẳng xuất phát từ đỉnh cân. Nếu là đường trung tuyến thì lập tức nó chính là đường cao và lập tức nó chính là đường phân giác luôn, góc này bằng góc này luôn nha. Nhớ sẵn sàng nha. Đó, nhớ nha. Cần thiết là khai thác lấy vô liền nha. Vì thi KCO lên mình cũng không cần trình bày quá nhiều rồi bằng phương pháp những bài toán nó tự luận ha. Đó thì KCO thì không cần bằng trình bày quá nhiều đâu nha. Rồi ok. Sao cho A tiếp tục lấy Y điểm Y nha. Điểm Y trên gì em? Điểm Y lần lượt là các điểm thuộc AB. Đây thầy lấy điểm Y đi. Rồi sao cho AF lớn hơn AI hả? Vậy Y trên AB, AF lớn hơn này. Vậy thì lấy Y đây đi ha. Y lui về đây đi. Y về đây đi. Rồi F. F nằm trên AC đúng không? F nằm trên đoạn thẳng AC. Mà sao cho AF lớn hơn AI? Rồi đây. AF lớn hơn AI. Vậy thì lấy ở đây. F đây ha. Đó, AF này. Bây giờ AF là lớn hơn AI. Ok. Rồi. AF lớn này ha, đồng thời tứ giác AIDF, trời ơi AIDF mà tứ giác nội tiếp, đây tứ giác này nội tiếp là rất quan trọng chỗ này. Đó, nhớ nè, tứ giác này đã nội tiếp rồi thì em để ý là đây 90 nha, thì góc này lập tức bằng 90 độ. Đó, thầy vẽ nó nghe thầy, bây giờ thầy chỉnh này chút xíu này để cho nó vô ha. Đó, vô cho nó vuông góc luôn này, tí mình làm nó khỏi lộn đúng không. Tứ giác này nội tiếp thì đây 90 thì góc này bằng 90, sẵn sàng để đây nha. Và người ta cho biết diện tích tam giác DEF bằng căn 5 trên 4. DEF thì nối lại ha. DEF đây. DEF cộng thế. Đây, diện tích của nó là đây. Cái diện tích của nó là cái phần màu xanh này ha. Đó. Diện tích của nó bằng căn 5 trên 4 nha. Đây cái phần màu xanh ha. Nó cho diện tích của nó. Rồi ok. Đó, bài này có rất nhiều cách để xử lý ha, nhưng mà tôi sẽ làm theo cái cách ngắn nhất trước nha. Cách thứ hai là làm theo giống như là ba em chấm của cái đề ha, mà nói đây đấy là nó khá là dài ha. Vậy thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn các em làm cách thứ nhất ha. Rồi cái này phải bắt buộc phải học lấn hình học của kỳ 2 một chút xíu nha, toán lớp 9 kỳ 2 một chút xíu, học về tứ giác nội tiếp là làm được bài này rất là nhanh ha. Rồi ở đây giờ trước tiên nè, các em em để ý là tam giác này là tam giác vuông cân đúng không? Vuông cân mà AD là đường trung tuyến thì lập tức nó chính là đường phân giác dẫn đến cái góc này bằng góc này luôn, và hai góc này đều bằng 45 độ hết. 45 độ hết. Bây giờ hai góc này 45 độ hết. Đúng không? Mà cái tứ giác nội tiếp thì tứ giác nội tiếp là cái tứ giác này nội tiếp mà tứ giác này màu này nội tiếp mà thì có hai góc nội tiếp cùng chắn một cung bằng nhau thì góc này bằng góc này nè. Thì góc này này bằng góc này nè.
Góc này bằng 45 độ. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Mà tiếp tục tứ giác này nội tiếp, tứ giác nội tiếp thì mà đây 90 thì lập tức góc này bằng 90. Đó, góc này cũng bằng 90 luôn. Đó, mà đây 45 thì chắc ăn góc còn lại bằng 45 thôi, đúng không? Đó, tam giác vuông màu xanh này nè, kia 45 thì 45, tam giác vuông á. Đây, trở thành tam giác vuông cân. Thấy chưa? Ồ, nó là tam giác vuông cân thì em biết rồi đó, tính độ dài em mà tính độ dài này đúng không? Rồi, vuông cân thì lập tức nè, cạnh này bằng cạnh này đúng không? Đúng không? Hai cạnh này bằng nhau. Mà diện tích tam giác vuông thì bằng 1 phần 2 tích hai cạnh nó vuông. Đó, bằng căn 5 trên 4 mà hai này bằng nhau. Ví dụ thầy đặt đây là x nè. Ví dụ là đây là x thì hai này là x nè đúng không? 1 phần 2 x nhân x có nghĩa là x bình phương đó bằng căn 5 trên 4. Mình sẽ tính được đúng không? Có x là cái độ dài tam giác vuông này nè, mình sẽ tính được x. Mà có x rồi ở đây hai cái này bằng nhau thì dùng Pythagore tìm ra em giải quyết vấn đề bài toán. Nè. Đó. Thấy chưa? Cách này là làm theo nghiêng về lớp lớp chính nha. Tí tôi sẽ làm cách hai cho các em là liên quan đến của lớp 10 nha, lớp 10 dùng công thức hàm hàm cốt mà thầy thấy nó là khá là dài so với cách này ạ. Nha. Ở đây thầy chắc thầy trình bày chậm chậm cho mấy đứa chứ thực sự nếu mà vô đây làm nhanh quá sẽ sợ bị trừ điểm nha. Rồi thầy cũng chậm chậm cho mấy đứa nha. Rồi ok. Rồi giờ mình sẽ trình bày ha. Mình sẽ trình bày nè. Trong tam giác gì? ABC cân tại đâu em? Cân tại A. Có gì? AD là đường trung tuyến đúng không? Đó. Mình làm lại làm chậm rồi mới được. Rồi, suy ra AD cũng là đường phân giác. À, phân giác góc gì đây? Phân giác góc A đúng không? Đặt số 1 ở đây, A1 đi, A2. Rồi suy ra góc A1 bằng 45 độ. Rồi A1 bằng 45 độ, suy ra góc A1 lại bằng góc, đặt số luôn nha mấy đứa, E1 đi. Tại vì bài này có vậy không vẽ thêm hình làm nhanh luôn, bằng E1, hai này đều bằng 1 phần 2 số đo cùng gì hết, cùng để ép hai góc nội tiếp cùng chắn một cùng bằng nhau đó em. Đó mà A1 là 45 thì góc E1 cũng 45 luôn, đúng chưa? Đó rồi ok, rồi tiếp tục nào. Rồi góc A1 45 này ha. Rồi giờ tôi chỉ cần chứng minh tam giác này là vuông cân thôi. Giờ chứng minh vuông rất là đơn giản. Tứ giác này nội tiếp thì em học trong chương trình lớp 9 là tứ giác nội tiếp thì tổng hai góc đối bằng 90. Đây 90 nè. Mà xin lỗi, tổng hai góc đối bằng 180 đúng không? Mà đây 90 thì góc này 90 đúng không? Đó, trả lời ra. Rồi. Rồi vì tứ giác nha, thầy làm rất là chậm á, vì tứ giác EDF FA nha. AEDF đây, nó đổi tiếp. Vậy suy ra góc EDF. EDF ha. Bằng 180, tổng hai cái đối bằng 180 mà trừ đi góc A đúng không? Vậy bằng 90. Rồi. Được chưa? Rồi. Góc đó 90, vậy từ đây suy ra góc F. Góc đây là góc F, đặt ra F1 đi. Góc F1 đúng không? Bằng. Mà đây là đây đây 90 mà đây 45 mà suy ra góc F chắc ăn là 45 thôi chứ nhiều nữa đúng không? Suy ra góc F bằng F1 bằng 45 độ luôn. Nha. Vậy từ đây các em đặt đây là 1 đi. Đây là 2 đi. 3 đi. Tam giác có một góc bằng 90 độ tam giác vuông, mà tam giác vuông mà có hai góc bằng nhau nó là vuông cân. Từ 1 2 3 suy ra. Làm vậy là dài nó mới như mới được nha. Suy ra tam giác EDF cân vuông cân luôn chứ. Vuông cân tại đâu? Vuông cân tại D. Đúng chưa? Nào. Rồi. Mà diện tích của tam giác DEF đúng không? DEF bằng bằng căn 5 trên 4.
mà diện tích tam giác DEF á chính là bằng 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông, đúng không? Là bằng DE nhân DF bằng căn 5 trên 4, được chưa? Đó, vậy thì tương đương đây là bằng 1 phần 2 DE bình phương bằng căn 5 trên 4 thôi. Vậy thì tương đương DE bằng, bỏ bình phương lấy căn lên cho nó mau nhá. Đó, giải thích kỹ hơn là vì là DE bằng DF tam giác vuông cân, đúng không? Đó, rồi giờ lấy máy tính là bấm thôi, đúng không? Là chuyển lên là hai, đây là căn 5 chia 2, bỏ bình phương lấy căn lên nữa là được. Hoặc là em vô bấm ship show được không? Được luôn, không vấn đề gì hết. À, tại vì giá trị này luôn luôn là nguyên dương mà. À, nhiều anh em lười không 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 chuyển về thì bấm ship show luôn, lại chuyển hai lên là căn 5 chia 2 là lấy căn lên nữa thôi, mình bấm căn thôi là ok rồi. À, căn phân số, căn phân số này, không ra cái này đi cả. Rồi bấm phân số nè, căn 5 chia cho mấy, chia 2 nhân 2 đây là 4 nhân 2 còn nữa là 2, bỏ vuông lấy căn lên đó là xong rồi. Bằng 1 phẩy, đúng không? 1,05. Ok. Có DE bằng 1,05 cm thì quá dễ thôi, đúng không? Đây, 1,05 đây. 1,05. Đúng không? Cái này bằng 1,05 rồi, dùng Pythagore tìm ra anh em. Nhẹ nhàng đúng không? 1,0573 gì đó ha, dài lắm á. Lấy thêm đi. Để thi để người ta nói tròn nó phân thứ mấy thì mình làm tròn cho nó dễ ha, mà cài vô bộ nhớ luôn. À, 73. Cài vô bộ nhớ A luôn nè. À. Bấm store A thôi. Này phải bấm chip nha. Tô A, đó cài vô bộ nhớ nè. Rồi tới đây em có độ dài này, độ dài này rồi, dùng Pythagore thì mấy em kết luận vậy bằng bằng lên, bỏ bình phương lấy căn luôn nha, hai kia bình lên thôi, lấy DE, DE với hai này bằng nhau nè, đúng không? Cộng hai này bình thì chính là bằng hai lần DE bình phương. Rồi lúc nãy để DE bình, để E bình phương luôn cho nó khỏe. Lúc nãy giờ mình cả hai căn làm gì cho nó mệt, đúng không? Đó. Đúng không? Ok, chẳng sao hết. Để E bình phương này. Rồi bằng bấm máy tính em. Hôm nay mình để DE bình phương chuyển ra là căn 5 chia mấy? DE bình phương là chính là bằng căn 5 chia 2 luôn, đúng không? Cho nó nhanh rồi bấm căn là nữa không ra đâu. Ok, vậy thôi nữa mình bấm luôn ha. Rồi, ở đây nè, bấm căn lên ha. Căn 2. Bấm chữ N cũng được làm được, hoặc là store A này là bộ nhớ cũng được. N bình phương lên thôi. Bấm bằng ra. Đáp số bằng 1,4953. Số bằng 1,4953. 48 cm đó nha. Rồi, thầy làm nha Ngọc nha. Rồi, giờ thầy sẽ hướng dẫn cách thứ hai nha. Cách hai như vậy. Cách kia là mình làm cách thứ nhất là nghiêng về lớp 9 nhiều ha. Cách này em hôm nay em làm cách thứ nhất em chẳng cần dùng cái này em vẫn làm được rồi, đúng không? Còn đề bài người ta ra ra cái này nè, người ta muốn mình làm như vậy đó, đi đi làm theo cách thứ hai đó ha. Vậy thì ở đây cái đoạn này cái đây là đường trung tuyến đúng không? Vậy thì đoạn này chia đôi ra nè, mình có AB đúng không, mình có AC đúng không, chắc ăn mình tìm Pythagore tìm được BC đúng không? Mình sẽ dùng định lý Pythagore mình tìm được BC ha. Ta có BC đúng không, bằng căn lên đúng không, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương các cạnh nó vuông đúng không, căn 3 bình cộng căn 3 bình đó em đó, căn 3 bình cộng căn 3 bình đúng không? Vậy thì đáp số bằng căn 6 đúng không, căn 6 về từ đây các em suy ra được đoạn thẳng BD chính là bằng DC mà đây là trung điểm mà, phải bằng căn 6 chia 2 đúng chưa? Đây đây là căn này, căn 6 chia 2 nha, này cũng gọi là căn 6 chia 2 rồi. Ok, và cái bài làm chốt nó nằm ngay chỗ này nè,
Chốt nó nằm ngay đây, ngay tức để mình xử lý ha. Đây. Đấy. Diện tích tam giác vuông này người ta cho nè, đó bằng cái này. Mà diện tích tam giác vuông thì bằng 1/2 gì em? 1/2 1/2 tích hai cạnh nó vuông, đúng không? Đó, cạnh này nhân cạnh này chính là bằng diện tích, là một mình có khả năng mình lập được phương trình này. Đó. À, còn ý gì nữa không ha? À, tôi sẽ xử lý ha. Bài này tôi sẽ xử lý như thế này. À, tôi sẽ đặt đặt BE là độ dài là bằng x, FC là độ dài bằng y nha. Đó rồi, ok. Vậy thì cái đoạn AE chắc chắn là căn 3 trừ x đúng không? Đó, đoạn này là đến đây là đấy, thấy chưa? Đó, đoạn là AF chính là cũng bằng gì luôn, căn 3 trừ y luôn. Đó, để đây cho tôi ha. Ở đây tôi sẽ dùng công thức hàm cốt trong tam giác này nè, trong tam giác này nè. Đó, ED bình lên đúng không, bằng cạnh này bình lên nè. Đó, cạnh này bình lên chứ, x bình nè. Rồi, cộng cạnh này bình nè đúng không, trừ 2 nhân 2 cạnh này nhân cho cốt 45 độ, đúng không? Đó, và tương tự đây cũng vậy luôn. Rồi, sau đó hai cái này bình phương á chính là bằng EF bình phương ấy. Đó. Đúng không? Mình sẽ có thể tiếp tục mình làm được phương trình mà EF bình phương này chính là bằng theo Pythagore này bằng cái này bình phương nè. Đó, à, mình sẽ biểu diễn thử coi như thế nào ha. X theo bi biểu diễn các phương trình còn lại, phương trình còn lại theo x và y ha. Vậy thì chấm nó hàng nha. Rồi, mình sẽ giải ha. ED bình phương chính là bằng x bình đúng không? Cộng là cái này bình lên nè. À, căn 6 bình lên bằng mấy? Căn 6 bình lên bằng 6 nè, nó 4 nè, có phải bằng 3/2 không? Đó, 3/2 trừ 2 lần x nhân căn 6 chia 2. Vậy thì nhân căn 6 chia 2 thì được, thầy rút gọn luôn 2 đi ha. Đó, vậy ghi nè, x căn 6 thôi. Này là, hay là căn 6x thôi nha. À, căn 6 nhân x thôi, nhân cốt 45. Đúng không? Cốt 45 thì quá đơn giản rồi. Cốt 45 em học lượng giác em thuộc không? Còn không thuộc thì em có thể bấm máy tính. Cốt 45 bằng gì? Sin 30 độ bằng căn 2 trên 2. Căn gì? Sin 30 độ bằng 1/2, sin cốt 45 độ thì bằng căn 2 trên 2, đúng không? Đó thì nhập căn 2 trên 2 vô. Đúng không? Đó. Rồi mình điền vô nha. Rồi, điền căn 2 trên 2 vô. Rồi. Căn 2 trên 2 vô. Đúng không? Vậy thì mình có thể biến đổi luôn là bằng nhiêu? Này mình rút gọn cho nó gọn đi tí ha. Căn 12 chia 2 đúng không? Ok. Ai nhìn là căn 12 nè chia cho căn 4 vậy đó. Thì bằng căn 3 được không? Đó, được không các em? Vậy cho nó đơn giản. Được chưa? Gọn căn 3 đi. Căn 3x đi cho nó đơn giản ha. Nó ghi là căn 3x ha. Làm tốc độ nhanh luôn đó nha. Đó, dùng công thức hàm cốt đó. Rồi tương tự tiếp tục DF bình phương cũng vậy luôn, bằng y bình cộng gì, cái kia bình lên cũng bằng 3/2 luôn, cũng vậy luôn, trừ căn 3 luôn nha. Nhưng mà nhân gì, nhân y nha em. Rồi tiếp tục nè, mình có độ dài này rồi đúng không, có độ dài này rồi đúng không? À, có hai độ dài rồi nhưng mà chưa này chứng minh vuông nha, tại vì cái này vuông này ở câu trước mình đã chứng minh nha, tứ giác này nội tiếp nè, mà đây 90 thì đây 90 ha. Đó, mình trả lời ra vì tứ giác AE DF nội tiếp, vì tứ giác AE DF nội tiếp nên nên góc EDF bằng 180 trừ đi góc A đúng không? Thì như vậy lập tức nó bằng bao nhiêu độ đây? Bằng 90 độ đúng không? Để viết vấn đề đi. À, ok. Chín mươi độ ha. Rồi. Vậy từ đây suy ra tam giác EDF vuông tại D. Rồi. Rồi, vậy thì lúc này mình tôi sẽ áp dụng định lý Pythagore trong đáp vuông này thôi, đúng không? Rồi.
này căn 3 này xóa nha. Rồi ở đây trình bày như thế này đi. Rồi cái gì là áp dụng định lý Pythagore ha. Trong tam giác vuông EDF. Rồi, bình phương cạnh huyền là có nghĩa là EF bình đó các em. EF bình đúng không? Rồi, ở đây thì làm hai cái luôn đi. Hai luôn. Nha, trong tam giác vuông F và tam giác vuông luôn. Và tam giác vuông AEF luôn. Đó. Thì đều có là EF bình phương á đều bằng là DE bình cộng DF bình đúng không, là trong tam giác vuông trên đó EDF á, còn tam giác vuông dưới EF chính là bằng AE bình cộng AF bình phương. Thấy chưa? Rồi lúc này thầy thấy vô nè. DE bình phương này có trên này là các em, đấy nè, đấy nè. Đấy, bằng cái này biểu thức của bên này vô, điền vô. Đúng không? Vậy thì ô quá dài nha, x bình phương bình phương cộng 3 phần 2 trừ căn 3x cộng cho df bình là y bình cộng 3 phần 2 trừ căn 3y bằng ae bình. Ae bình ở đây là ae bình rồi các em, ae bình mà ae chính là căn 3 trừ x bình đúng không, đó căn 3 trừ x tất cả bình. Thầy làm chậm nha, hay là phân tích ra luôn, phân tích luôn ha. Căn 3 bình lên bằng 3 đúng không, trừ cho 2 căn 3x đúng không, cộng b bình lên là cộng x bình. Rồi cộng cho AF bình cũng bằng cái này bình luôn, đó là căn 3 bình lên bằng 3 nè, trừ 2 căn 3 y cộng y bình. Thấy chưa? Rồi ok, mình chuyển vế qua thôi các em, mình rút gọn đi, tương đương để chuyển qua nha, cộng x bình chuyển qua là trừ x bình hết, y bình chuyển qua là y bình hết đúng không. Rồi hai căn 3x đúng không, hai căn 3x nè với chuyển qua là trừ chuyển qua là cộng đúng không, vậy thì còn căn 3x đúng không, căn 3x. Rồi tiếp tục chuyển này qua, chuyển qua là cộng đúng không, cộng 2 căn 3y với cái 1 trừ 1 căn 3 thì còn còn cộng căn 3y đúng không, lại còn cộng căn 3y. Rồi ok, tiếp tục nè. Rồi cái này 3 phần 2 cộng 3 phần 2 bằng 3 đúng không? Chuyển qua là trừ 3, 3 trừ 3 mất, còn bên này là 3 đúng không? Bằng 3. Rồi chuyển vế qua, đặt căn 3 chuyển qua luôn nha. X cộng y bằng, đặt căn 3 ra ngoài đúng không? Đó, hay là chia cả hai vế cho căn 3 cũng được. Chia cả hai vế cho căn 3, này mất là chia căn 3 mất là đúng không? Này chia căn 3, 3 chia căn 3 thì bằng gì? Ok, thì còn căn 3 đúng không? X cộng y bằng căn 3. Ồ, đây là một phương trình. Cái quan trọng là mình lập được, mới tới đây mình mới lập được một phương trình thôi nha, mình đặt đây số 1 cho đây. Em thấy không, căng thẳng chưa, khá là dài nha. Rồi còn một cái điều nữa là mình chưa khai thác, đó chính là gì, đó là diện tích của tam giác DEF bằng căn 5 trên 4. DEF tam giác này là tam giác vuông đúng không, đó. Vậy thì diện tích tam giác vuông thì em học rồi, diện tích tam giác vuông thì bằng cái gì, nó bằng 1 phần 2 tích hai cạnh nó vuông đúng không, 1 phần 2 nè cạnh này nhân cạnh này nè đúng không, nó chính là bằng diện cạnh 5 trên 4. Rồi em thử diễn cái này coi. Rồi vậy thì ở đây mình còn một ý nữa ha. Rồi ta có diện tích của tam giác vuông DEF á, thì em học rồi đó, bằng 1 phần 2 tích hai cạnh nó vuông đúng không, 1 phần 2 tích hai cạnh nó vuông là cạnh DE nhân cho DF đúng không? Rồi vậy thì thầy tương đương nha, 1 phần 2 viết này. Nhưng mà DE làm gì có, đúng không? DE làm gì có, chỉ có DE bình phương thôi. Đây là DE bình phương thôi nè. Đó, DE bình phương thôi. Vậy thì hôm nay thầy viết vậy thì cho mấy đứa nha. Diện tích tam giác DEF người ta cho bằng bao nhiêu thay vô? Diện tích người ta cho bằng căn 5 trên 4. Đây ghi bằng căn 5 trên 4, được không? Đây là căn 5 trên 4. Rồi vậy thì tới đây. Nhưng mà đề bài nhá, người ta đâu cho DE, đúng không? Nó cho DE bình phương thì lúc này em bình phương hai vế lên cho thầy. Bình lên luôn nhé. Bình lên là DE bình nè. Nhân cho DF bình nè. Cái này bình lên là 4 nè, 1/4 nha, bình lên là bằng 1/4 nè. 1/4 này thầy chạy qua đây.
Nhưng mà cái này bình lên luôn nè, thì cái này nó biến thành 5 phần 16 nè, nhân cho 4 nè, rút gọn đi. Ồ, vậy thì bằng 5, 5 phần 4, đúng không? 5 phần 4. Được chưa? Rồi, vậy thì lúc này mình thay DE trên thay xuống. DE bằng bao nhiêu? DE bằng x bình đó các anh em. X bình cộng trừ đi, thầy thì xếp vào cho dễ nhìn nha. Rồi, cộng 3 phần 2. Nhân cho DF bình, DF bình là Y bình trừ căn 3Y cộng 3 phần 2, đúng không? Đóng ngoặc. Này, rồi, bằng 5 phần 4. Rồi, lúc này mình thay là mình có x cộng y bằng căn 3 đúng không? Đúng không? Vậy thì từ đây suy ra y bằng căn 3 chữ x, thay y bằng căn 3 chữ x vào đây, y bằng căn 3 chữ x vào đây là bài toán trở thành về phương trình mà gì? Một ẩn. Em có thể bấm, em có thể nhân lại rồi em rút gọn đi, em khai triển đó, rút gọn đi hoặc là em tạo ra một cái phương trình bậc hai bấm máy tính được. Nha, đó tùy em, hoặc là em có thể cái này không được, nếu mà thay vô á, thì nó cũng tạo thành phương trình bậc ba đúng không? Không cần em dò ship show dò nghiệm cho thầy, dò hạn những đầu trắc nghiệm hết cho thầy được không nha. Rồi vậy thì tương đương x bình phương là trừ căn 3 được, không sao hết, cộng 3 phần 2 y, lúc này thầy sẽ thay bằng cái gì? Y, y bình phương nha, cái này y bình phương nha. Rồi trời ơi, đây là y, y bằng căn 3 trừ 1 đúng không? Căn 3 chữ x đúng không? Thế thay bằng căn 3 chữ x đúng không? Tất cả bình. Ồ, cái này ra tới 4 nha các em. Cẩn thận ha. Trừ căn 3 nhân y là căn 3 chữ x. Được chưa? Đó. Cộng 3 phần 2. Mà phương vô. Bằng 5 phần 4. Được chưa? Rồi em có thể nhiều em ở đây cái này cũng có thể khai triển ra nè, khai triển ra để mình giải ha, hoặc em có thể dùng ship show, phím ship show em dò nghiệm, dò mà trừ đi nghiệm luôn đấy nha, đó mà dò trừ đi nghiệm luôn, thì dụ nên có nhiều em nói chết em dò không nhớ, em dò không hết á. Em có thể em tìm được nghiệm thứ nhất ở đúng không, em chuyển 5 phần 4 qua đây nè, chuyển 5 phần 4 qua đây bằng không, em dò được một nghiệm rồi, em lấy cái đề đáp số của nó chia đi x trừ đi cái nghiệm 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 đầu tiên em tìm nó, rồi tiếp tục ship show nó sẽ tìm ra nghiệm thứ hai đó, sau đó là tiếp tục lấy tìm nghiệm hai x trừ đi nghiệm thứ hai đó, nó bấm ship show nó sẽ tìm ra nghiệm thứ ba cho em, hoặc nó không tìm nữa thì mình ngưng, hoặc là một cách dò nghiệm dò đầu dò đuôi á, một âm một 10 âm 10 á, dò để lý nghiệm đó, nhưng mà bài này nếu mà nhấn lại tới bậc 4 đó. À, một bốn thì cũng hơi căng cho mấy đứa ha, nỡ có khả năng nó bốn nghiệm nhưng mà chuyện đó ít ít xảy ra, nhưng mà thầy thường lấy máy tính thầy kiểm tra nghiệm được nha. Rồi bấm ship show dùm thầy coi, dò luôn hai đầu luôn, thầy dùng Vinaphone thì kiểm tra nha. Rồi ok, còn cách giải thì có rất nhiều cách để mình giải ha, chứ không phải nó tới đây có nhiều nhiều người, những em biến đổi nữa, tiếp tục biến đổi để làm cũng được, cũng sao hết, làm cho bình phương ha, máy nào cũng được, Casio, Vinaphone đều giải được. Rồi, để thầy lấy Casio ra đi ha. Mở ngoặc coi thì dò hết nghiệm không nha, bình phương trừ căn 3. Bài này tốn thời gian ghê ha. Đi con đường này nó khó khăn mà nó còn dài nữa, làm dài dòng đúng không? Lúc nãy là cái cách đầu tiên là tôi thấy thích rồi đó, làm cách đó là êm rồi đó nha. Mở hai ngoặc lên nha, căn 3 chữ x bình phương. Wow, đánh sai rồi, căn 3 chữ x ở ngoài. Bình phương trừ căn 3 mở ngoặc. Đấy, đánh sai không? Chuyển qua trừ 5 phần 4 vào đây luôn này, hoặc để ăn tha bằng cũng được, tùy các em.
Rồi bấm shift show. Giờ thầy cho một đi. Bây giờ là nghiệm một, nghiệm thứ nhất này. Đấy, cho ra chữ kiện này. Thực hiện với shift show mình tìm được nghiệm thứ nhất này. Nghiệm một là 1,47268 đúng không? Đó. Ok. Rồi, coi. Một nghiệm đấy ha. Giờ thầy bấm shift show nữa coi. Trời ơi. Ship số 1 rồi đúng không? 10 coi. Rồi còn có nghiệm nào trên nó nữa không? Vẫn 1 phẩy mấy luôn. Ship số 100 coi. Có nghiệm nào lớn hơn nào không? Cũng vậy luôn. Rồi tìm ship số âm 1 coi. U không phải bao nhiêu. Rồi đáp số này cũng nhận nha. X thứ hai bằng bao nhiêu? 0,25936 gì đó ha, 73 gì đó ha. Đó. Rồi cái này mình cố gắng lấy chỗ điều kiện chỗ này cho thầy ha. Điều kiện của mình nào. Hôm nay mình chưa lấy điều kiện chỗ này. Điều kiện là mình hôm nay mình đặt ít ung vô mình chẳng có nói gì hết nha. Kỹ hơn thì em có thể em mở ngoặc cho điều kiện trên này ha. Điều kiện là ít là y độ dài x y là x là độ dài BE nó đúng không? Chắc ăn là x y nó phải lớn hơn không nè và x y nó phải nhỏ hơn bao nhiêu? Bao nhiêu em? Cái độ dài AF nó dài hơn đúng không? Độ dài kia, độ dài AF nó dài hơn mà đúng không? Vậy thì cái độ dài y nó chắc ăn là nó độ dài y nó chắc ăn nó phải nhỏ hơn độ dài x rồi. Đúng không? Y phải nhỏ hơn x. Đúng không? Và phải nhỏ hơn y phải nhỏ hơn x nha các em nha. X y phải lớn không nè. Đó. Y cái độ dài y nè phải nhỏ hơn x nè. Và hàng này phải đều nhỏ hơn căn 3 hết. Nha, phải nhỏ hơn căn 3 hết. Đó. Giờ trí thầy vậy rồi thì kiểm tra cầm thêm cái máy máy khác lấy ra. Bấm căn 3 coi. Đó, cái x của mình căn 3 coi là bằng nhiêu ha. Em bấm căn 3 vô. X y phải phải nhỏ căn 3 nha, tại vì nguyên độ dài lớn là căn 3 mà. Đúng không? Bấm SD lên đổi ra 1,73 đúng không? 1,3205. 1,3205 có nào không? Ok. À, đều nhỏ hơn 1,4 với 0,25 nó nhỏ hơn rồi. Ok, nhận hết. Nhận nhận đúng không? Rồi em sẽ suy ra y. Em sẽ suy ra y, đúng không? Đó. Rồi mới thay vô thôi. Chết mày thầy chưa lưu nhớ mày nữa. Đúng không? Rồi. Mình có ít rồi. Đúng chưa? Có độ dài ít rồi đúng chưa? Rồi. Nó có độ dài ít rồi mình thay vào đây nè, mình sẽ tìm được khúc này nè. Mình có ít mình sẽ tìm ra y, đúng không? Có ít mình sẽ tìm ra độ dài y. Đó không? Có y cây y vào đây đó không? Có y ở đây nè được không, có y ở đây mình sẽ tìm được độ dài AF, có x ở đây sẽ tìm được AE, ai dùng Pythagore tìm ra cái này em hiểu vấn đề đó đấy không, nó rất nhiều cách để xử lý đúng không. Rồi vậy thì mình sẽ suy ra y ha, có x thì mình sẽ suy ra y, y bằng cái gì, có thỏa điều kiện đề bài không nha, y bằng căn 3 trừ gì. Ồ, nó nghe khổ quá rồi. À, đây nè, đâu rồi? Y muốn tìm độ dài AF á, tìm độ dài y ra trước chứ, đúng không? Và y thay vào đâu đây? Mình có x rồi, mình thay vô để mình tìm y coi. Đó. Mình có x rồi đúng không? Mình có x ở đây nè. Đây vào cái phương nhìn màu xanh nè, đúng không? Mình có x mình thay vào mình sẽ tìm được y đúng không? Đó. Rồi ok, vậy thì lấy căn 3 trừ đi nghiệm thứ nhất đúng không? Đây căn bản hôm nay thầy cũng chưa lưu dụ nhớ thôi, kệ bấm luôn không sao, số nó nhỏ mà ngắn mà. Căn 3 trừ đi nghiệm thứ nhất nha, trừ đi một phẩy mấy, 1,4 nhưng mà điều kiện phải nhỏ hơn 1,7 mấy nha, 1,4726, 1,47268 bấm bằng ra bằng 0,2. Ô cái này được nha.
072 59 37. Này thỏa điều kiện nhận nha. Ok. Rồi ok, giờ tìm cái giới thì coi. Đánh bạ trừ đi cái này coi. Không phải 25. 936. Wow. 73 đi. Lúc này quá đơn giản rồi. Cái này bằng 1 phẩy mấy đây? 1,47268, nó ngược lại đúng không? 68. Nhưng mà đây là loại. Vì sao em? Điều kiện đề bài nè, em để ý nè. Cái khúc này nè, đúng không? Nó lớn hơn cái khúc khúc nào? Cái khúc giả thiết người ta cho là khúc A, F nè. Khúc này nè, đúng không? Lớn hơn khúc này. Thì vì thế mà hai cái cạnh này bằng nhau. Mà khúc này lớn hơn khúc này, dẫn đến khúc này phải bé hơn khúc này rồi, đúng không? Vậy có nghĩa là Y phải nhỏ hơn X mới được. Mà cái trường hợp này nè, Y lớn hơn X nè. À, y này em thấy không, y là lớn hơn x này, em sẽ hỏi cho chị này đó, em có x y rồi đúng không, đó em đây vô đây đó, y rồi có x nè, có y nè đúng không, rồi dùng Pythagore tìm ra f thôi đúng không, rồi f rồi thay vô đâu cho nó dễ, f bằng rồi tính nó luôn nha, kết luận vậy vậy đâu giờ f bằng căn lên luôn nha các em, bỏ bình phương lấy căn luôn bằng gì, à, căn 3 trừ x bình đúng không, căn 3 trừ x tất cả bình cộng cho căn 3 trừ cho y tất cả bình lên bằng ra, trời ơi bấm máy x y mình có rồi đó đúng không, cái chỗ mà mình nhận á, nhập vô thôi, nhập vô căn mở ngoặc căn 3 trừ x, bà ơi là 1,4268 do 1,4268 bình phương đúng không, cộng ông à căn 3 trừ y, wow dính dính rồi, dính rồi em, y là cái đáp số đây nè, không phải hai mấy, không phải hai mấy, mình lưu dụ nhớ là ngon là mình quên không lưu, 259 37 ha, không mặc cho bình phương lên nha, nhập cái này sai nè, nó tôi nhập lại nha, 1,4 mình đâu là 1,4726, vì thế các em cố gắng lưu bộ nhớ nha, bấm cho nó chuẩn hơn, nhiều lúc mình ngồi ngồi mình biết này, nhập vô nó sẽ biết bê bê luôn đó. Đó, ok muốn bằng coi đó, đáp số bằng 1,49 nè, đó đáp số bằng 1,49 53 đúng không, 46 gì đó ha, đơn vị là cm. Trời ơi, em so sánh cách dạy bài cách này đi. Đúng không? Cách này là chỗ này thầy ship xô thì dò hai đầu đấy nha. Nha. Đó, còn ở đây các em có thể biến đổi á, theo ba đem chấm á thì nó biến đổi thành đưa về bình phương á, ở bên kia bình phương này dạy hai trường hợp á, nó còn dạy hơn nữa. Ha. Còn cái cách mà dò nghiệm như vậy nè, các em đây sẽ hướng dẫn các em cách dò nghiệm mà sẽ bớt bớt nghiệm đi, như là bằng phương pháp này nè. Có nhiều lúc nó dò không chuẩn nó, mình phải làm như vậy nè. Em nhìn nha, coi nè, nhìn làm theo này nè, khi em tìm được một nghiệm mà đó thì em lấy cái đa thức em tìm được một nghiệm đúng không, em lấy cái phương trình của nó trừ đi cái đa thức nghiệm của nó thì chính ra còn là phương trình còn lại, rồi khi em bấm ship show thì bắt buộc nó phải lòi ra nghiệm còn lại của mình đó, vậy thì giờ em bấm bấm máy tính nào, đầu tiên em bấm chế độ phân số cho thầy, bấm chế độ phân số đi, rồi chế độ phân số nha, mở ngoặc ra nhập nguyên cái phương trình trên đầu vô nè, hết bình phương ha, nhập vô nha, thì đánh chữ x. Đầu tiên là các em phải tìm được một nghiệm nha. Ví dụ em tìm được nghiệm là 1,4268 rồi nha. Rồi em sẽ làm cách như vậy. Em nhập lại, lấy cái máy tính khác em nhập lại x bình phương. À, cái cách này cũng khá là hay nhá, để ý vô khuôn ngoài héo chút xíu. Trừ căn 3 nè. X đúng không? Cộng 3/2. Mở ngoặc ra. Thêm cái ngoặc nữa nha. Tại sao để phân số tí thì sẽ nói ngoặc ra căn 3. Nó sẽ tìm hết nghiệm cho mấy đứa luôn. Trừ cho wow. Trừ cho x nha. Rồi, ok. Đóng ngoặc lại.
Đóng ngoặc lại mũ mấy lên? Mũ 2 lên. Trừ căn 3. Mở ngoặc. Ủa, mắt giờ yếu quá, nhìn yếu quá. Mở ngoặc căn 3. Chữ đúng không ạ? Ô cứ chữ cho ít nhiều trong nó nằm không à, chữ ít đúng không ạ, cộng 3 phần 2 đúng không ạ, đúng không, rồi cộng 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 5 phần 4 bên đó đúng không, chuyển qua bên trái luôn, chuyển vô cái phương trình bên luôn, trừ 5 phần 4 luôn cho thầy, cộng chuyển qua trừ 5 phần 4 luôn, tí mình bấm alpha bằng không á, ở bằng a rồi chia, giờ thầy, đầu tiên thầy chưa trừ đi kinh nghiệm nó không, cái phân số ở dưới á thầy nhập số 1 luôn, nó nhập số 1 tại vì chia 1 thì bằng chính nó mà đúng không, alpha bằng rồi bằng không nha, chuyển 5 phần 4 qua bên tay trái rồi, để bấm shift show nè, shift show nha, để bấm shift show 1 đi nè, nó dò nè, nó sẽ dò ra được nghiệm 1,47 đúng không, đúng không, giờ tiếp tục nha, ra một nghiệm 1,47 đúng không, rồi ok 472 mấy rồi đúng không, rồi rồi cái này nếu mà gài vô bộ nhớ mà bật ngược lại nó hơi căng nha, bấm 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 vậy thì thầy sẽ trừ đi nè, đúng chưa, là ra ra được nghiệm nghiệm nguyên cái nghiệm này đúng không, rồi thì bấm ạc nha, giờ bấm lưu vào bộ nhớ, nếu mà lưu bộ nhớ của nó là store A thì mất hết cái phương trình mình đi luôn rồi. Thì bấm thử bấm store A coi. Đó, store A nó mất hết cái phương trình của mình đi. Đó, nó căng nha. Vậy thì lúc này nó rất là cực. Lúc này mấy em phải bấm như vậy nè. Nhập lại cái phương trình của nó đi. Đó, trừ đi cái nghiệm mà lúc nãy mình lưu lưu vào bộ nhớ rồi đó ha. Đó, trừ đi bộ nhớ. Lúc này nếu mà phải nhập thêm một lại phương trình đó, thì nó có nằm trong bộ nhớ của mình. Giờ cái việc thao tác bấm lại trên máy nó hơi căng ha. Vậy lúc nãy mình có thể viết kinh nghiệm ra thì mình dời lại mình khỏi khỏi cần phải 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 nhập lại cái phương trình lúc ban đầu đó, nó hơi cực cho mình nha. Đó rồi thầy đánh lại lần nữa này. Cái bình phương rồi đầu tiên là bấm chế độ phân số trước nha. Phân số đi. Rồi, mở ngoặc ra. Này, bấm x bình phương nha, thầy bấm nhanh đấy nha. Trừ căn 3. Đúng không? Cộng 3 phần 2. Mở ngoặc căn 3 trừ x đóng ngoặc bình phương trừ căn 3 mở ngoặc căn 3 trừ x đóng ngoặc cộng 3 phần 2 đóng ngoặc rồi chuyển qua trừ 5 phần 4 nha, rồi bấm xuống hàng, xuống hàng là lấy ít, đánh chữ ít chưa nha, trừ đi kinh nghiệm của nó nãy của em đó, là trừ đi nghiệm A đó em, alpha A đó thấy không, rồi thì đánh alpha bằng ha, bằng không rồi ra ngoài giờ đánh alpha bằng không, bấm shift show đó, giờ em bấm bấm số này, lúc nãy là cái nghiệm là vẫn là 1,47 không, giờ thầy để vấn đề vậy luôn mà nó không tìm ra được nghiệm này nha, nó sẽ tìm ra nghiệm khác thấy không, không phải 259 thấy không, cho dù em dò ngay cái giá trị của cái đáp án mà trước nó không dò được, tại vì khi em lấy cái phương trình nó em chia cho cái gì em cái nghiệm của nó thì nó tạo thành một cái phương trình mới rồi đó, nó này sẽ ra 0,259 gì đó ha, 36 gì đó không đó, giờ tiếp tục nè, rồi thầy bấm phím A bấm trở về ha, rồi lúc nãy là x trừ a đúng không, đó mẫu là x trừ a rồi, giờ mình thêm được một nghiệm nữa, mình thêm được một nghiệm nữa, mở ngoặc ra lấy x trừ đi nghiệm nghiệm nãy em vừa tìm là 0,25936 nè, 0,25936 đó thì nhập vô luôn ha, 93673 nè, không 73 thì đóng ngoặc này, rồi tiếp tục thì bấm shift show bấm khác coi coi còn nghiệm nữa không, vẫn ra vậy luôn không ra còn nghiệm nữa không, thì shift show 100 nữa nè. Không? Tại vì khi em chia cho đa thức hai, hai đa thức thức trừ đi hai nghiệm là hai đa thức còn lại của nó là
nó không tìm được nghiệm nữa thì chắc ăn hôm sau là hết nghiệm rồi. À, đừng làm gì nữa đó. Hôm nãy mình dò xếp xô hai đầu mình cũng là hay đúng không? Đó rồi cái cách ngày hôm nay là tôi thấy nó lấy thêm dò thêm nghiệm cho em nữa này. Bằng cách là lấy kinh nghiệm đó, trừ đi chia cái đa thức nghiệm của nó đúng không, thì đa thức còn lại mà khi em bấm đa thức mới thì chắc ăn phải là nghiệm mới đúng không, mà là nghiệm cũ hoài thì chắc ăn nó hết nghiệm rồi đúng không. Đó rồi trình bày bao nhiêu.